Xin chào tất cả các bạn. Tên của tôi là Dương Ngọc Dũng. Tôi hiện nay là giảng viên của khoa Quan hệ quốc tế trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái vinh dự của tôi khi được giới thiệu về một loạt bài thuyết trình hết sức là hấp dẫn và thú vị cho các độc giả và các khán giả người Việt Nam của tiến sĩ Joanna Bryson. Bà là một cái chuyên gia về kỹ thuật số, về trí tuệ nhân tạo, về tự động học. Và cái chủ đề thảo luận của bà là cái vai trò của con người trong thời đại của kỹ thuật số. Rất nhiều người cho chúng ta cũng quan tâm tới chủ đề này, bởi vì chúng ta thường cũng có những cái thắc mắc đó, là liệu rằng cái trí tuệ nhân tạo đó là những cái cỗ máy cực kỳ thông minh có thể thay thế tất cả mọi công việc hay không. Tức là chúng ta cũng lo ngại rằng nó sẽ lấy tất cả các công việc của chúng ta. Vấn đề thứ hai á, mà tiến sĩ Joanna Bryson cũng đề cập đến trong bài thuyết trình của bà, đó là mối quan hệ giữa các vấn đề về đạo đức và các vấn đề liên quan tới trí tuệ nhân tạo. Thì đây là một cái chủ đề tôi nghĩ rằng hết sức là phức tạp và hơi khó hiểu một chút đối với những người không có chuyên về triết học, đặc biệt trong lĩnh vực đạo đức học. Tức là phân biệt những cái khái niệm đặc biệt như khái niệm moral agency, là một khái niệm về tác hành, về đạo đức, như là con người chúng ta được giả định rằng là phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Và khái niệm về moral patience, tức là một khái niệm rất là đặc biệt, những con người mà chúng ta phải chịu trách nhiệm về những việc làm của họ ở trong cuộc sống xã hội. Thì đây là một luận đề, mặc dù đó bài thuyết trình tương đối là ngắn, nhưng nó đề cập tới những vấn đề hết sức là quan trọng trong xã hội của chúng ta hiện nay. Và trong phần kết luận thì tiến sĩ Joanna Bryson cũng đưa ra những cái đề nghị mà tôi nghĩ là hết sức quan trọng, không những cho doanh nghiệp, cho các tổ chức đang hoạt động, mà còn cho cả các chính quyền, nhà nước, các chính phủ cần phải tham khảo để làm sao đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người dân dưới cái sự quản lý của mình. Xin cảm ơn quý vị.